qua ngày thứ hai tĩnh tâm của giới. Hôm nay chúng ta thử nhìn lại cái cuộc sống của những người phụ nữ, của những người làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Có thực sự là cuộc sống hạnh phúc hay không? Chắc chắn rằng một cái điểm mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy người phụ nữ nào cũng vất vả, người phụ nữ nào cũng chuyên chuyên, người phụ nữ nào cũng đầy những nắng đau trong cuộc sống. Nếu mà trong cái gia đình mà không có người phụ nữ thì chúng ta cảm tưởng như không ai biết lo liệu cái chuyện gì. Chồng con chắc chắn rằng họ không chu đáo như những người phụ nữ. Chính vì thế mà dường như những người phụ nữ luôn cảm thấy có gì đó là khổ tâm nhiều hơn là đàn ông. Bởi vì chúng ta lo quá nhiều, chúng ta nghĩ quá nhiều, và chúng ta cũng lăn tăn quá nhiều. Chính điều đó làm chúng ta luôn khổ tâm. Thế nên đoạn đó nói rằng trong mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà đang không. Liệu đó có phải là bạn không? Một người vợ, một người mẹ đang khóc trong gia đình. Tại sao chúng ta lại phải khóc? Nếu mà những người mẹ, người vợ trong một gia đình, chúng ta được phục vụ những người mình yêu, chúng ta được hy sinh, được lo lắng cho người mình yêu, thì chúng ta sẽ là hạnh phúc. Còn ngược lại, chúng ta cảm thấy không hài lòng về chồng, về con, chúng ta đòi chồng con phục vụ mình, và chúng ta làm cái gì chúng ta cũng đòi chồng con phải biết đến, phải cảm ơn, phải nhớ, phải ghi ơn. Và vì vậy chúng ta thất vọng, chúng ta cảm thấy buồn tủi, chúng ta khóc trong mái gia đình của mình. Như vậy nếu mà nhìn vào về cái cánh tính người phụ nữ, người phụ nữ nào trong gia đình cũng vất vả, cũng chôn chuyên. Nhưng cái quan trọng là chúng ta nhìn cái vấn đề là chúng ta làm vì tình yêu, chúng ta lo lắng vì tình yêu thì chúng ta sẽ hạnh phúc trong mái gia đình của mình. Còn ngược lại, chúng ta không đặt cái tình yêu thì chúng ta cảm thấy là bất hạnh, cảm thấy đau khổ trong mái gia đình của mình. Nhất là trong đời sống hôn nhân chúng ta cũng thấy, để đã gọi là sống chung thì đều phải có những cái mà khổ tâm. Chắc chắn rằng những người chồng của quý vị đây khó mà có thể làm chúng ta hài lòng mãi mãi được. Chắc chắn rằng những người con của chúng ta khó mà hài lòng mãi mãi được. Chính vì thế chúng ta luôn cảm thấy có gì đó khổ tâm. Người ta nói bát đĩa còn có lúc xô bể, huống chi trong đời sống vợ chồng, trong đời sống gia đình sống chung phải có đụng, phải có những cái người ta gọi là khủng hoảng hay chiến tranh lạnh trong gia đình. Có những lúc chiến tranh lạnh của vợ chồng chẳng buồn nói chuyện với nhau, nghĩa là có nhiều vợ chồng không đối thoại được với nhau. Có nhiều vợ chồng dường như là làm gì đó sống trong bộ phận còn không thể nói chuyện, mà ở miệng ra là có thể cãi nhau. Thế nên người ta về nhà cũng chẳng nói chuyện với nhau. Và đôi khi những cái chuyện giận dỗi trong đời sống vợ chồng, nó là những cái giận dỗi lặt vặt hàng ngày, nhưng mà chúng ta cứ để tâm, để rồi chúng ta khó chịu với những người bên cạnh của chúng ta. Bất đồng ý kiến với nhau trong vấn đề cơm áo gạo tiền, bất đồng ý kiến với nhau trong vấn đề giáo dục con cái, tất cả những điều bất đồng đó khiến cho đời sống vợ chồng cảm thấy ngột ngạt. Có khi chiến tranh lạnh cả tháng không ai thèm nói với nhau. Không biết ở đây có quý vị nào mà dân chồng không nói chuyện với chồng cả tháng hay một vài tuần, không tức với chồng đến mức độ mà nói chuyện với chồng bằng giấy, hoặc là nói chuyện với chồng là qua con gái. Có một cái cô vợ, hai vợ chồng cãi nhau, giận nhau, không nói chuyện gì với nhau, không đối thoại với nhau. Vừa trái nhau xong thì anh chồng mới viết một tờ giấy vất qua cho cái cô vợ, là nội dung là sáng mai 5 giờ
đánh thức tao dậy, tao có việc gấp. Vậy là anh chồng đi ngủ, sáng mai anh ta giật mình thì thấy là 7 giờ rồi. Thấy cái giấy để trên ngực mình ghi là 5 giờ rồi, giờ đi ông cố. Đấy là anh chồng thức tiên lên, không nói chuyện với nhau, bằng nói chuyện bằng giấy, nói chuyện bằng giấy. Rồi cháu cũng vợ chồng không nói chuyện với nhau, rồi lại đổ dồn lên đứa bé. Có những đứa con trở thành cái nạn nhân của bố mẹ, nghĩa là vợ chồng giận nhau, không nói chuyện với nhau mà chỉ nói chuyện thông qua cái thằng bé ở nhà. Có bà mẹ giận chồng, không muốn gọi chồng ăn cơm thì nói với thằng con rằng là mày đi nói với bố mày về ăn cơm. Thằng bé chạy qua nhà hàng xóm, chạy về nói với mẹ rằng: mẹ ơi, bố nói rằng cơm nấu như vậy chỉ chó mới ăn. Và mẹ mới tức điên lên, mẹ mới bảo rằng: mày chạy qua nói với bố mày, cơm tao nấu 20 năm nay ai ăn, chó ăn à? Thằng con chạy đi nói với bố về nhà. Bố bảo, nói bảo: mẹ ơi, bố bảo rằng trước đây bố không đi ăn quán, bố không biết rằng cơm mẹ nấu giống chó nữa là. Đấy là hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, cứ phải dùng cái gian riêng của thằng con. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đôi khi trong cái cuộc sống gia đình nó ngột ngạt, nó khó chịu đến mức độ mà không thể đối thoại, không thể nói chuyện với nhau, sống gần như lạnh lùng bên nhau. Chúng ta biết rằng là chẳng thà chửi nhau một phát xong rồi xòe xòa với nhau, nó còn dễ, nó còn đỡ khổ hơn là không nói chuyện với nhau. Nó cảm thấy căng thẳng của thời gian rất là dài. Vì thế là cái cuộc sống đôi khi chúng ta phải chấp nhận đặt cái tình yêu trong cái gia đình của mình thì chúng ta mới có hạnh phúc. Còn không thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng hơi một tí là đấu đá, hơi một tí là cãi nhau, thì cuộc sống chung đó là cuộc sống bất hạnh. Người ta nói rằng trong cái tình yêu nam nữ thường trải qua những cái thời kỳ, cái thời kỳ mà quý vị hẹn hò thì người ta gọi đó là thời kỳ bí mật. Hai đứa hẹn hò với nhau là không dám cho ai biết, giấu chỉ hai đứa biết thôi. Và khi mà hai bạn trẻ yêu nhau thì cái cuộc tình lúc đầu là bí mật, nhưng rồi cái bí mật đó cũng phải bật mí để gia đình và bà con đều biết, để gia đình có đồng thuận hay không, rồi tổ chức một cái đám cưới, một cái đám hỏi. Sau đám cưới thì người ta bảo rằng đó là cái tuần trăng mật, và sau cái tuần trăng mật thì người ta bảo là vỡ mật, bởi vì là trong cái đời sau cái gia đình nó không đơn giản như là trong cái thời kỳ họ yêu nhau. Trong cái thời kỳ họ yêu nhau thì chỉ có hai người với nhau, họ dễ có thể là vượt qua. Nhưng khi về chung sống là vợ chồng thì họ còn phải cả một cái dòng họ, cả một cái gia đình, rồi họ còn phải tính cái kế lâu dài, cơm áo gạo tiền tương lai cho gia đình. Chính vì thế mà cái lo toan đó, nếu mà hai người có đồng ý kiến thì nó đúng là thời kỳ vỡ mộng. Cuộc sống vợ chồng luôn cho họ thấy rõ con người thật của nhau, và mỗi bên đều nhận ra khuyết điểm của nhau. Chàng và nàng không còn là cái người yêu lý tưởng nữa. Khi họ đang yêu nhau thì nhìn cái người được yêu nó đẹp, và cho dù nhìn thấy cái người được yêu nó có cái khuyến khuyết nào đó, nó có cái không ngoại nào vào đó, nhưng mà với tình yêu người ta xíu xóa, người ta nghĩ rằng có thể chịu đựng được cái người này. Nhưng rồi thời gian khi chung sống với nhau thì người ta lại càng thấy rằng là không thể chấp nhận, không thể chấp nhận cái tính khí của cái con người này. Ví dụ như một người con gái, khi mà nó là con gái, tính nó ngang bướng, tính nó thẳng thắn, tính nó bồn chồn, thì ta chàng yêu con gái bảo rằng thích cái con gái tính cương trực, nhưng mà cái về sống với nhau thì nó quá căng cả, nghĩa là nó không còn cái lý tưởng. Cũng cái con người đó khi ta còn yêu nhau thì người ta hạnh phúc lắm, nhưng mà khi đã thành vợ chồng
cũng như cá tính đó trước kia là cá tính mạnh mẽ đầy quyến rũ thì bây giờ là cá tính mà mạnh mẽ đầy sợ hãi. Có một đôi tình nhân kia khi còn là yêu nhau thì cái người này hay gọi người kia là người yêu lý tưởng của mình là con nai tơ của anh. Suốt cứ khoe với bạn bè là cái cô gái này là con nai tơ của tớ. Rồi hai người cưới nhau mấy năm sau thì một người bạn gọi điện thoại về chúc mừng cái ngày kỷ niệm hôn phối. Rồi xong mới hỏi cái người bạn rằng là cái con nai tơ của bạn kỳ này sao rồi. Thì anh chồng này mới bảo rằng nó bây giờ không còn nai tơ, nó thành con cỏ cái rồi. Là cái cô vợ bắt đầu nghe thấy vậy dành cái điện thoại nói: anh ơi, nếu mà em không thành con cỏ cái thì nhiều con nai tơ chết cái thằng này. Cái bạn này cũng hay thích đi phong bướm, thích đi chuyện này chuyện kia, do đó cô vợ bảo mình phải giữ như vậy thì mới quản được cái thằng người chồng của mình. Nhưng dù sao chúng ta thấy cũng cái tính nết đấy, cũng cái con người đó, nhưng mà khi còn là tình yêu thì họ chấp nhận được, nhưng khi về vợ chồng thì người ta cảm thấy khó chịu. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã không dám thay đổi cái suy nghĩ khi tình yêu hai người dễ chấp nhận với nhau, nhưng tại sao khi cùng chung thuyền với nhau mà không chấp nhận cái cá tính đó để cùng giúp nhau vượt qua? Và đôi khi chúng ta đã hành hạ hoặc là chúng ta mất đi cái tình yêu ban đầu đấy để rồi gia đình chúng ta trở thành một quả ngục. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đức ái trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng cần phải có đức ái, nghĩa là phải có lòng thương xót để có thể cảm thông và tha thứ cho nhau. Nếu không có đức ái thì gia đình sẽ đổ nát. Đức ái thì nhẫn nhục, đức ái thì bao dung, đức ái thì nhân hậu, đức ái thì kiên nhẫn, nghĩa là cái đức ái thì chúng ta sẽ đón nhận nhau. Còn nếu mà không có đức ái thì chúng ta sẽ khó thể chấp nhận nhau và chúng ta sẽ làm cho cái mái gia đình của mình trở thành ngột ngạt. Có lẽ cái mà vợ chồng sợ nhất ngày hôm nay đó chính là bạo hành gia đình. Chồng bạo hành vợ bằng đánh đập thì vợ bạo hành chồng bằng chi chiết lăng mạ, nghĩa là người đàn ông thì dùng cái tay, người đàn bà thì dùng cái miệng, khủng bố tinh thần bằng cái miệng, làm cho cái chồng này xấu hổ lên. Xấu hổ đôi khi nói chuyện nhỏ nhưng mà quát to là to lên cho cả làng nó biết để làm gì, để chồng xấu hổ, biết là bạo hành đến mức độ mà người chồng cảm thấy mệt mỏi khi mà bị bạo hành. Vâng, bạo hành trong gia đình được diễn ra dưới nhiều hình thức. Bạo hành về thể xác là đánh đập, bỏ đói, đuổi ra khỏi nhà, đây là cách của các ông. Thế mà không thích là có thể đánh và bỏ đói, không cho hoặc là đuổi ra khỏi nhà. Trên nguyên tắc, nếu về an toàn tính mạng, nếu chúng ta mà sống người đàn ông vũ phu như vậy thì chúng ta có quyền ly thân để bảo đảm tính mạng. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy rằng là cái tính khí người Việt Nam nóng tính lắm, đánh và có thể đánh chết, rất nhiều trường hợp đánh chết. Thì để một để đảm bảo tính mạng, chúng ta sống với người chồng mà vũ phu như vậy thì chúng ta có quyền ly thân. Có quyền ly thân đương nhiên chúng ta cũng phải trình qua cha sở để nhờ cha sở đối thoại. Mà nếu anh chàng này vẫn cố tình sống trong cái tình trạng bạo hành như vậy thì chúng ta có quyền ly thân để làm cái gì? Để bảo vệ cái tính mạng của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay xã hội vẫn bảo vệ cái quyền sống của con người chúng ta. Người phụ nữ phải có quyền sống và sống hạnh phúc trong mái gia đình của mình, chứ người đàn ông không thể có người phụ nữ như là một cái món hàng để rồi sử dụng theo ý của mình và có thể hành hạ để thỏa mãn cái tôi của mình, thì điều này không còn phù hợp.
mạnh về tinh thần là nhục mạ, mắng chửi. Đây là chiêu thức của các bà. Không đáng được chồng nhưng cả vú lấp miệng em bằng cái bộ. Có một cái chuyện vui. Cái cô vợ này khi mà chăm sóc ông chồng 4 năm, cô vợ với sụt sùi hỏi chồng rằng: anh thấy trong người thế nào? Thì chồng mới nói rằng: mấy ngày hôm nay em bớt nói thì thần kinh của anh nó ổn hẳn, nghĩa là không còn đau nữa. Đó, nếu mà cái bạo hành trong gia đình mà bạo hành bằng lời nói, bằng chửi rủa, bằng chi chiết, bằng lăng nhục vì vẫn đau khổ như là bạo hành bằng cái thể xác. Một cách bạo hành tinh vi hơn nữa là kiểm soát kinh tế nhằm sự lệ thuộc về mặt tài chính. Người ta nói rằng trong gia đình ai cầm tiền thì người đó là có quyền, có tiếng nói trong gia đình. Chính vì thế mà nhiều bà vợ là không đi làm nhưng mà vẫn nắm được đồng tiền là có thể để làm chủ gia đình, có thể ban phát cho gia đình. Còn người đàn ông mà họ giữ tiền thì họ vẫn là người chủ, và cái người phụ nữ ở trong gia đình đó cảm thấy mình thiệt thòi, cảm thấy mình vô dụng. Nghĩa là người ta trong cái cuộc sống dường như ai cũng muốn là mình cần cái đồng tiền, ai cần cái đồng tiền thì người đó làm chủ gia đình. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta thấy cái vấn đề hôm nay nhiều ông vẫn cầm tiền làm vợ. Nhưng dù sao chúng ta thấy rằng là nếu mà vợ chồng tin tưởng nhau thì ai cầm tiền cũng được. Miễn làm sao chúng ta có thể tạo điều kiện cho chồng chúng ta sử dụng đồng tiền, có tiền để giao thiệp, có tiền để đi chỗ này đi chỗ kia. Nghĩa là phải làm sao mà cái đồng tiền ai quản cũng được. Những cái quan trọng là chúng ta phải để chi tiêu trong gia đình một cách hợp lý thì đó là điều tốt. Nhưng đáng tiếc là nhiều người kiểm soát đồng tiền để làm gì? Để kiểm soát cái người chồng của mình, không cho họ một cái tự do. Có một anh bạn tiên và bạn bè nó cho nó gọi anh ta là anh 30. Anh 30 bởi vì lý do rằng là bao giờ bạn bè nó biết rằng thằng này móc túi ra trả tiền cà phê hay cái gì là trong túi chỉ có 30 ngàn, là khi ra khỏi nhà là vợ bao giờ cũng chỉ nhắc túi 30 ngàn đủ cả tiền xăng hoặc là một hai ly cà phê mà thôi, gọi là anh 30. Nếu mà chúng ta thấy như vậy thì cái người vợ này đang kiểm soát người chồng một cách quá đáng, một cách bạo hành, ích kỷ, và nhiều người vợ cảm thấy sợ hãi là lạm dụng tình dục. Lạm dụng tình dục nghĩa là coi người vợ như thể là một cái gì đó, đồ vật để có thể thỏa mãn tính xác thịt. Không cần thiết hôm nay vợ vui hay buồn, không cần thiết là vợ khỏe hay tốn đau, miễn là anh ta có nhu cầu và anh ta bắt vợ phải phục vụ thì cái phục vụ đó là cái phục vụ mà người ta nói rằng là lạm dụng tình dục, một cách bạo hành ích kỷ của con người đàn ông. Như vậy chúng ta thấy có nhiều người phụ nữ nói chuyện với chúng tôi bảo rằng là không có kế hoạch hóa được, bởi vì là anh chồng không có tuân thủ, bởi vì theo kế hoạch hóa là chỉ có giao quan hệ vợ chồng với nhau khi mà cái người phụ nữ không thể mang thai. Không thể mang thai thì có thể quan hệ cách phòng đào, còn trong thời kỳ nguy hiểm gọi là thời kỳ đen đỏ thì không nên quan hệ, sợ rằng sẽ khó khăn. Nhưng mà anh chồng này có đi nhậu về là nó không cần ngày tháng, không cần căn gì nữa, cần nó cứ đòi hỏi nhu cầu này. Chính vì thế nhiều bà vợ là đặt vòng. Thì nhiều người cũng hỏi chúng tôi rằng đặt vòng có được xưng tổ đức lễ hay không, đặt vòng có tốt hay không. Thì hôm nay chúng tôi xin thưa là đặt vòng là chúng ta phạm cái tội gọi là phá thai non, nó vào cái tội phá thai rồi chứ không phải là tội đừa thai. Chúng ta có những người dùng bao cao su, có người dùng bốn thuốc
thì nó là cái tội vừa thăng. Còn cái tội đa phần là cái tội phá thai. Tại sao vậy? Là khi tinh trùng gặp trứng, nó bắt đầu là thụ thai. Khi nó thụ thai rồi thì nó mới bám vào tử cung để nó kiếm được cái chỗ để cho cái sự sống đó nó phát sinh, nó phát triển. Thì lúc này cái phòng bắt đầu đẩy cái tinh trùng đã thụ thai ra ngoài. Như vậy là mình tự phá thai nó. Do đó là cái tội đó là cái tội mà phạm, nó kìm kèm theo kể cả cái tội phá thai của phạm thủy thông. Cái tội tội nặng. Vì thế là người ta hiểu được rằng chúng ta phải hiểu được cái ngừa thai thì người ta có thể là dùng bao thì nó là ngừa thai. Còn cái uống thuốc cũng là cái ngừa thai, nhưng mà nó là cái hoàn toàn là không có đúng tự nhiên. Còn cái đặt phòng thì nó trở thành không chỉ là ngừa thai mà là cái tổ phá thai. Như vậy đấy, ta tổ năm xưa các cha cố kể chuyện ngày xưa, tôi thấy các cha cố kể mà hù các bà sợ lắm. Đặt phòng là sợ lắm. Hồi xưa đầu luôn đi làm lúa, làm lúa không mà các cha cố sẽ tĩnh tâm bảo rằng đặt phòng rất là nguy hiểm, là để cái xác ở trong người. Do đó là cái ngài đã kể rằng là có ba bà thấy lúa mà xét đánh chết hai bà hai đầu, ba ở dưới sông. Về sau biết được là hai đầu, hai bà hai đầu là đặt vòng, bà dưới không đặt vòng, chết không đánh, không chết, chết không đánh. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy rằng đặt vòng đó là cái điều mà giáo hội cấm, nghiêm cấm, và chúng ta đang làm và tạo một cái tội phá thai, một hình thức phá thai đó. Vì thế chúng ta cần phải làm sao để cái sự lạm dụng tình dục đó nó được ngăn ngừa, khi mà chúng ta có một cái tình yêu để đối thoại nhau, giúp nhau vượt qua. Rồi kiểm soát vào ngành bằng việc kiểm soát từ việc đi làm đến giao tiếp, thăm hỏi bạn bè, gia đình, họ hàng. Nghĩa là người ta bảo hành bằng cái việc là kiểm soát nhau đến mức độ mà không cho giao tiếp với người khác. Có nhiều người vợ không được nói chuyện với ai, không được tiếp xúc với ai. Tiếp xúc với một ai là về chồng em để có thể đánh đập. Đó là cái bảo hành. Vẫn có những bà vợ thì là cũng kiểm soát chồng bằng cái sự khen, khen bóng, khen gió. Nghĩa là luôn luôn khen, làm cho người chồng cảm thấy về tiếp xúc với một người nào đó cũng khen. Tiếp xúc với một người phụ nữ thì cũng khen là coi chừng quan hệ bất chính. Tiếp xúc với một thằng con trai thì bảo rằng chắc nó bấm. Nghĩa là bằng cách nào cũng khen. Mà cái khen đây thì chúng ta thấy là các bà là số 1. Có một cái cô vợ kia khen lắm. Bốn lần chồng mà đi về, đi đâu về là vợ có kiểm soát chăng hôm nay chồng ôm đứa nào. Và là về của cô ta đã kiểm soát được cái áo, thì thấy trên cái áo cô của anh chồng dính những sợi tóc quăng. Thì cô vợ bảo bắt quả tang rồi nha, hôm nay ôm cái con tóc quăng. Thằng chồng không cãi được, im lặng. Ngày hôm sau đi về cô vợ cũng kiểm soát, thì thấy một cái sợi tóc bạc. Thì thằng chồng mới bảo đừng có nói tao ôm bà già nhé. Con vợ nó với bảo công ông hôm nay là cô cái con tóc bạch kim. Anh chồng mà cũng không nói được câu gì nữa. Lần sau đi về anh chồng là rú quần rú áo sạch sẽ lắm, không còn cái gì nữa để cho vợ bắt bỏ tang nữa. Cô vợ lục hết, xà xót hết tất cả, không thấy cái gì. Thì anh chồng bảo đấy nhá, hôm nay là trong sạch không có gì hết. Thì cô vợ bảo không có đâu, hôm nay anh là ôm cái con chọc đầu. Ôm cái con chọc đầu. Tức là đã khen thì lúc nào người ta cũng cảm thấy là quản lý người chồng của mình đến mức độ mà không thể giao tiếp được. Thì đó cũng là một hình thức bạo hành. Bạo hành trong gia đình là vợ chồng không còn tin nhau, nên mới trả thù bằng cái đánh đập, chửi bới, bằng cái việc quản lý, ghen tương. Nếu mà vợ chồng tin nhau thì sẽ không có chuyện đánh đập.
lời với nhau. Nếu mà vợ chồng có đức ái với nhau thì không có chuyện mà ghen ghét quản lý tiền bạc, quản lý quan hệ xã hội về cái người bạn của mình, mà luôn sẽ thông cảm, sẽ cảm thông, sẽ lòng thương với nhau. Ngày xưa bà Hoành thì họ chịu đựng vì ở trong một làng, vì dân làng dị nghị, là người ta phải chịu đựng lẫn nhau để cho người hàng xóm phải cười gia đình của mình. Những ngày nay thì không như vậy. Nếu gặp bà Hoành thì người ta có thể ra ở riêng. Hơn nữa, người Việt Nam xưa chú trọng đến sĩ diện, danh giá, nên muốn giấu chuyện không muốn vạch áo cái tuổi gia đình. Những ngày nay họ chú trọng đến quyền lợi của mình, cái hạnh phúc của mình. Nếu họ cảm thấy sống không có hạnh phúc, người ta có thể dọn ra ở riêng, ly thân để sống cho có hạnh phúc. Nghĩa là ngày hôm nay người ta cho cái hạnh phúc hơn là cái chịu đựng, hạnh phúc cá nhân của họ hơn là cái sự chịu đựng đó. Nếu mà trong đời sống vợ chồng người ta không có hạnh phúc, người ta có thể đi tìm một cái hạnh phúc khác. Vì thế, để tránh đi những bạo hành đáng tiếc trong gia đình, chúng ta hãy học hỏi đức ái Kitô giáo mà Thánh Phaolô đã dạy. Đức ái thì bao dung, nhân hậu, không ghen tương. Đức ái thì nhẫn nại, hy sinh. Và Ngài ước kết rằng anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài đức ái bình thường. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua đức ái trong đời sống những người làm vợ, làm mẹ như thế nào. Đức ái là đón nhận nhau trong yêu thương, tha thứ. Gia đình làm cộng đoàn yêu thương, vì chính cái tình yêu nam nữ đã làm nên một gia đình. Nếu mà gia đình này được xây dựng trên tình yêu thì nếu không có tình yêu thì đang phá gia đình. Do đó, những người phụ nữ của chúng ta muốn bảo vệ gia đình thì chúng ta hãy luôn để cái tình yêu của mình cho gia đình. Có thể rằng chồng con vẫn còn những khiếm khuyết, chúng ta hãy vì Chúa để đón nhận nhau. Mẹ Monica có thể nói có một người chồng cũng chẳng ra gì, người con thì là hoang đàn. Thế nhưng mẹ đã dùng cả cái tình yêu của mình để chu lại tội cho chồng, cho con, cầu nguyện cho chồng, cho con. 30 năm trời con đã được hơn trở về, chồng cũng đã trở về với Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà có tình yêu thì cho dù chồng con có hư đốn thì chúng ta vẫn có thể bảo vệ gia đình và giúp gia đình vượt qua sóng gió. Cái đức ái thứ hai là phải nhịn nhục lẫn nhau, chín bỏ làm người. Hôm qua tôi nói rằng là người phụ nữ hay giận hay dối đi hờn. Nếu mà chúng ta hơi một tí là giận, là dối, là hờn thì chúng ta thiệt thòi gia đình của mình, đang đánh mất cái hạnh phúc gia đình của mình. Thế nên trong đời sống vợ chồng phải chín bỏ làm người. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa xót thương, tình yêu của Ngài luôn hướng tới phục vụ tha nhân. Và cho dù con người có ở trong tội lỗi, Ngài được yêu thương, tha thứ và phục vụ. Không phải con người chúng ta ai cũng tốt, thế mà Chúa vẫn yêu thương, vẫn rất chăm sóc. Và Chúa còn bảo rằng là Chúa cho mưa xuống trên kẻ lành người dữ. Nghĩa là Chúa biết rằng chúng ta không có thể không ra gì, nhưng mà Ngài vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc. Thế nên trong cái đời sống vợ chồng, chúng ta cũng cần phải có một cái lòng bao dung như vậy. Để rồi cho dù vợ chồng có những cái khiếm khuyết, chúng ta vẫn chín bỏ làm người. Cho dù vợ chồng có những cái bất đồng chính kiến, chúng ta vẫn chín bỏ làm người. Để làm sao cho hạnh phúc trong gia đình, chúng ta đừng ăn thua đủ với nhau. Có nhiều người vợ bảo rằng chồng con nó ở nhà chỉ có già học đánh vợ đánh con là ta đường nhé, chẳng dám đánh ai cả. Hoặc là có nhiều người chồng thì bảo rằng vợ con thì tối ngày ở nhà có mồm có miệng mà ta đường thì nó ngu lắm chả biết gì. Nghĩa là chúng ta phải làm sao, phải chọn gia đình của chúng ta, đừng bao giờ ăn thua đủ những người thân của mình. Làm vợ chồng đừng ăn thua đủ với nhau và phải nhìn nhau. Đôi khi có những chuyện mà vợ chồng cãi nhau, tôi thấy rằng nó chuyện nhỏ,
Có lần có một cái người phụ nữ bị chồng đánh, chạy vô nhà xứ gặp tôi, rồi khóc, rồi ngồi nói chuyện với tôi một lúc rồi đi về. Đi về mấy ngày sau chị ta gặp với người ta xấu hổ, người xấu hổ mà không biết sao lúc đấy tự nhiên chồng đánh mà chạy vô cha. Vô cha người lý lại thấy nó xấu hổ quá. Nó chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng mà không thể chế được là trừ như này. Rồi chồng nó phai cho một phai bỏ cha, không biết chạy chỗ nào trốn ngay cô cha. Rồi ngày sau gặp cha xấu hổ và nghĩ thấy như thế xấu hổ quá. Có cái đôi khi có cái chuyện mà cãi nhau cái chuyện nhỏ, giống như có một câu chuyện hai vợ chồng đó đang ngồi coi tivi với nhau, đang ngồi coi tivi thì có con chuột ở đâu nó phóng lại. Cái con vợ ấy bảo rằng là cái chàng ở bếp đừng bắt đĩa, anh không đánh tí chuột nó từ trong đó chui ra. Chồng bảo không, quần tủ quần áo của em không đánh tí nó ở trong tủ quần áo đó chui ra. Thế là anh chồng bảo không, nó ở trong tủ quần áo, vợ thì nó ở trong cái chăn chăn bát. Hai vợ chồng đứng quần cãi nhau, cãi nhau chán rồi là không thể nói chuyện với nhau. Vợ vô phòng của chồng ra ghế sofa ngủ chán, xong rồi bắt đầu với lặn ra ngoài. Chồng mới thấy bên làm hòa với gõ của vợ bảo thôi, có con chuột nhắc có gì đâu mà vợ chồng bất hòa với nhau, thôi bỏ qua không có bất hòa nữa. Thì cô vợ bảo em cũng biết vậy, con chuột nó chuột nhắc mà có gì đâu mà vợ chồng mình cãi nhau, nhưng mà em nói cho anh biết con chuột nó từ trong chạm cho ra. Thằng chồng bảo không, nó từ trong tủ quần áo cho ra. Hai vợ chồng làm cãi nhau đi, nó là cãi nhau. Đôi khi đó là cái chuyện rất nhỏ nhưng mà chúng ta cứ ăn không có đủ với nhau, dẫn đến là trong đời sống vợ chồng nó ngổ ngang. Nếu vợ chồng biết sống vì nhau thì họ sẽ không vì hạnh phúc của mình mà phản bội hay đợi đoạt nhau. Nếu vợ chồng biết nhìn vào gương của Đức Kitô, Ngài yêu là yêu cho đến cùng, cho dù có người có bất hòa Ngài vẫn yêu, thì chúng ta cũng vẫn hãy nhịn nhục, hãy tha thứ, hãy gìn giữ sự hòa thuận cho gia đình. Và thứ ba đó là đức ái và trung thủy với nhau. Trên một chuyến xe tôi đi, nhiều bà nói chuyện với nhau, các bà ngoại đạo nói với nhau rằng là những bà vợ không dám sướng thật, đạo của họ là trung thủy, một vợ một chồng nên họ rất là sướng, còn mình đạo không có đạo nên ra vợ chồng sống thanh nhanh, sống năng nhàn, nay người này mai người kia, chỉ công giáo họ với sống tôi. Đó là cái nhận xét chung chung. Nhưng liệu rằng trong cái nhận xét chung chung đấy thì những người công giáo của chúng ta có hoàn hảo hết hay không, hay là trong cái người công giáo của chúng ta vẫn có những người phản bội, thiếu trung thủy trong đời sống vợ chồng? Mà ngày hôm nay chúng ta thấy đây là cái vấn đề mà báo động, là cái vấn đề ngày xưa người vợ không có ra ngoài tiếp xúc thì cái vấn đề ngoại tình hiếm. Những ngày nay thì người vợ cũng đi làm công ty, cũng làm xí nghiệp, cũng ở cơ quan, cũng đi từ sáng đến tối về, tối tăng ca hoặc là tối là sinh nhật bạn bè, nó có nhiều cái giao tiếp. Chính vì thế họ có nhiều cái môi trường và nhiều cái trọng lượng, và như vậy họ dễ phạm tội. Cái phạm tội ngoại tình đó là cái xúc phạm đến Chúa, đó là cái lỗi công bằng với người và chức năng của mình. Và chúng ta biết rằng những cái lỗi công bằng thì chúng ta phải đền bù ở đời này và đời sau. Chúng ta không muốn người khác phá đổ với gia đình của mình thì chúng ta cũng đừng vì cái hạnh phúc của mình để rồi chúng ta phá hủy cái gia đình người khác bằng cái ngoại tình. Nhất là trong đời sống gia đình, chúng ta đã phải xây dựng gia đình của mình rồi, bao nhiêu công sức rồi, thì đừng để vì những cái quan hệ, những cái hạnh phúc riêng của mình mà chúng ta đạp đổ cái hạnh phúc gia đình của mình. Trong cái bài thơ Con Cò ngày xưa, phải nói về một người mẹ đơn côn, là bà ta chồng chết, một mình lặn lội đơn côi để kiếm tiền nuôi con. Mà con cò này phải đi ăn đêm thì mới có đủ tiền để nuôi con.
Có thể cái việc đem đây là cái việc làm tội lỗi, bất chính. Nhưng mà cái người phụ nữ này họ nói sao? Nếu mà bị bắt thì cô ta chỉ xin rằng có xào thì xào nước trong, đừng xào nước đục, đau lòng có con. Nghĩa là có bị bắt thì bà cũng xin rằng là đánh đập bà, giết bà cũng được. Đừng xào nước đục, đừng làm rối loạn chuyện đen, đừng bêu xấu vì cái tội của bà và đứa con cái của bà nó xấu hổ vì tội lỗi của mình. Tức là bà biết rằng cái việc làm bất chính của bà là tội, thì bà xin rằng là gánh tội của mình. Đừng vì cái tội đáng đê của mình, đừng vì cái tội của mình mà để lại mất đi cái danh dự của con cái. Do đó cái vấn đề chúng ta phải chung thủy, không chỉ là công bằng với chồng, mà chung thủy đây còn là cái danh dự cho con cái của chúng ta. Có một cái giáo sư kia, chắc không phải tân văn sư, giáo sư kia là cái phạm tội ngoại tình nó nhiều lắm, nhiều lắm, cho đó ông cha sở theo chán lo mệt quá, ông mới thống nhất với bà con là từ nay ai xin tội là ngoại tình thì nó là xưa cha con sập cổ gà một lần hai lần gì đấy, chứ không có ngoại tình nghe đớn đớn quá. Ông cha thông báo như vậy thì mấy chục năm dân trong xứ là cứ thưa cha sập cổ gà suốt. Vậy khi ông cha già đó hiu đi về hiu, ông cha mới tới, cũng như tôi mới tới vậy, thì cứ nghe dân nó đi tôi dân tội và thưa cha con mới sập cổ gà mấy lần. Cái hôm đó họp ban hành giáo, cha mới nói rằng các ông ban hành giáo coi xem cái đường xá của nhà mình thế nào. Mà đến các bà nhà mình đi sinh hoạt họ sập cổ gà nhiều lắm. Cái bắt đầu cái con ta cười, các ông chùm được các ông tránh cười bò ra. Cái ông cha tức quá mà cười như một cười. Sáng nay bà tránh nói là bà tránh sập cổ gà ba lần đấy. là xấu hổ quá mà. Ai chịu vui. Nhưng mà chúng ta thấy một điều là cái chuyện mà nam nữ nếu không chung thủy với nhau thì chúng ta đối công bằng với người chồng, đối công bằng với gia đình của mình, đối công bằng với cái gia đình mà chúng ta đang phá hoại. Và nhất là nếu mà vì cái tối đó chúng ta bị phanh phui thì con cái chúng ta sẽ bị mất danh dự. Năm nay năm lòng thương xót là dịp để kêu gọi chúng ta hãy có lòng thương xót ngay chính gia đình của mình. Thương xót bằng việc đừng bỏ rơi nhau, đừng hành hạ nhau, đừng ngoại tình, có lỗi với nhau. Thương xót không phải là thương hại, mà yêu thương chính bỏ làm người. Đừng chấp nhất với nhau, đừng ganh tị ghen thương nhau, mà phải có quan tâm, có trách nhiệm với nhau. Chính Thiên Chúa Ngài đã phù hộ con người, Ngài đã sống hết mình cho con người, thì chúng ta cũng hãy sống như đó. Để kết luận, chúng ta hãy cùng nghe lời khuyên dạy của Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Côrintô đã mô tả những đặc điểm của đức ái như sau: lòng mến không ghen tương, không ba hoa, không tự mãn, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhất sự dữ, không mừng trước bất công, nhưng biết chia vui một cách chân thành. Trong mọi sự lòng mến hết lòng bao dung, hết lòng kính tin, trông cậy vào kiên nhẫn. Đó là những đặc điểm của đời sống Kitô thấm nhuần đức ái, và còn có thể có trăm ngàn những đặc điểm khác, vì phải áp dụng đức ái trong trăm ngàn hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng là phải có đức ái, có lòng yêu mến Chúa chân thành và yêu thương anh chị em như chính mình. Cầu chúc cho tất cả các bà mẹ của chúng ta luôn hạnh phúc trong gia đình của mình. Đừng ai là cái người đau khổ bất hạnh trong mái gia đình của mình. Nếu chúng ta còn đau khổ, còn bất hạnh trong mái gia đình của mình là chúng ta chưa đặt tình yêu cho gia đình của mình. Nếu chúng ta thực sự có cái tình yêu thì cho dù gia đình chúng ta có mệt mỏi, có đắng cay, có chôn chiên thì chúng ta cũng hạnh phúc vì mình được phục vụ những con người mình yêu. Vì đây là đặc tính của người phụ nữ, sự uyển chuyển đào đầy tình yêu. Xin cho tất cả những người phụ nữ trong giáo xứ của chúng ta luôn hạnh phúc trong sứ vụ, trong ơn gọi của mình. Amen.